một người đàn ông Ontario bị buộc tội sau khi đứa trẻ 3 tuổi ăn phải cần sa. Cảnh sát tỉnh Ontario đã buộc tội một người đàn ông 38 tuổi sau khi một đứa trẻ nhỏ mắc bệnh nguy hiểm do ăn phải cần sa. Các sĩ quan được gọi đến một ngôi nhà ở Quinter West phía tây bắc Bellevue vào khoảng 6 giờ 30 chiều thứ Sáu. Cảnh sát cho biết một đứa trẻ 3 tuổi đã ăn một lượng lớn cần sa. Đứa trẻ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nhưng đã ổn định. Bị cáo đang phải đối mặt với tội danh sơ suất hình sự gây tổn hại cho người khác. Cảnh sát cảnh báo rằng cần sa dạng ăn được có thể trông giống như kẹo và nên được cất giữ an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Trong trường hợp này, sản phẩm trông giống như kẹo Skittles.